Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bất ngờ ập đến. Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Đinh Mùi 1967, cá chép hóa rồng, đến thời hết khổ, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Đinh Mùi thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Đinh Mùi, Đinh Mùi đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Đinh Mùi, không ai có nghĩa vụ phải cư xử tốt với bạn trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với Đinh Mùi nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Đinh Mùi cũng cần phải có chút đề phòng. Bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ, họ tốt với Đinh Mùi, không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Đinh Mùi. Không có ai là không thể thay thế. Không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Đinh Mùi. Vì thế, nếu sau này người Đinh Mùi yêu thương không còn ở bên hay họ không còn là nơi Đinh Mùi có thể đặt niềm tin, Đinh Mùi cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Đinh Mùi đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu, nhưng Đinh Mùi chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Đinh Mùi. Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Đinh Mùi. Nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Đinh Mùi, Đinh Mùi hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương. Để tâm hồn Đinh Mùi lắng lại, rồi nỗi đau của Đinh Mùi cũng sẽ dần biến mất. Đinh Mùi đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Đinh Mùi có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Đinh Mùi có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Đinh Mùi không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Đinh Mùi tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Đinh Mùi. Hãy nhớ điều này, nếu không Đinh Mùi sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau. Cho dù trong cuộc sống bận rộn Đinh Mùi ít khi gặp mọi người, nhưng Đinh Mùi hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ. Hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Đinh Mùi hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng Đinh Mùi đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Đinh Mùi hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Đinh Mùi nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Đinh Mùi, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời, giúp người cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Đinh Mùi phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Đinh Mùi thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất, Đinh Mùi 1967, cá chép hóa rồng, đến thời hết khổ, đúng 3 tháng tới, nhằm dự ngôn, luận giải tổng quan tử vi hàng tháng, cho quý bản mệnh Đinh Mùi được xa hơn, để bản mệnh Đinh Mùi có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến cố xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng dù những dự ngôn luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Đinh Mùi hoan hỷ đón nhận. Thưa quý cô bác anh chị Đinh Mùi, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch, vận trình của bản mệnh Đinh Mùi sẽ có cả hung lẫn cát. Nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Đinh Mùi, tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào.
Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Đinh Mùi cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời cô bác anh chị Đinh Mùi cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất, tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024, tuổi Đinh Mùi sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Việc này sẽ giúp họ tránh được những ảo tưởng không thực tế và tập trung vào việc nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được những mục tiêu tuyệt vời. Đối với những người tuổi Đinh Mùi đang tìm kiếm việc làm, cần phải cẩn trọng và thông minh khi chọn lựa cơ hội. Thị trường lao động hiện nay rất phức tạp và có nhiều kẻ lợi dụng sự thiếu hiểu biết để chiếm đoạt tài sản. Do đó, việc nắm bắt thông tin và tìm hiểu kỹ về công ty, vị trí công việc sẽ giúp Đinh Mùi tránh được những rủi ro không đáng có. Nguyệt lệnh suy có thể khiến Đinh Mùi gặp phải nhiều khó khăn trong việc quyết định và hành động. Đinh Mùi cần phải cẩn trọng trước những quyết định quan trọng và không nên để bị đánh lừa bởi những lời mời gọi hấp dẫn về việc thay đổi công việc mà không có lợi ích gì cho bản thân. Ngoài ra, Đinh Mùi cũng cần phải kiểm soát cảm xúc của mình và không nên tự ti so sánh bản thân với người khác. Mỗi người có con đường riêng của mình và việc so sánh chỉ khiến Đinh Mùi mất đi sự tự tin và khả năng phát triển. Trong chuyện tình cảm, tứ hành xung có thể khiến Đinh Mùi gặp phải nhiều xung đột và mâu thuẫn. Việc kiểm soát cảm xúc và lắng nghe quan điểm của đối phương sẽ giúp Đinh Mùi tìm được sự thỏa hiệp và hòa hợp trong mối quan hệ. Tuy nhiên, với những người tuổi Đinh Mùi chưa có gia đình, cuộc sống lại rất sôi động và vui vẻ. Đinh Mùi có thể gặp được người bạn đời ưng ý, người sẽ luôn bên cạnh và chia sẻ mọi khó khăn niềm vui trong cuộc sống. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2024, tuổi Đinh Mùi sẽ được hưởng lợi từ thiên đức, mở ra cơ hội phát tài, phát lộc. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện những kế hoạch đầu tư và tăng thu nhập. Tuy nhiên, để đạt được thành công, Đinh Mùi cần phải cẩn trọng và khôn ngoan trong việc quản lý nguồn vốn. Tháng 3 âm lịch năm 2024 hứa hẹn mang đến nhiều dấu hiệu may mắn về mặt tài chính cho Đinh Mùi. Cơ hội đầu tư tiềm năng có thể đến từ việc gặp gỡ những người có thể hỗ trợ và giúp đỡ trong việc tìm kiếm và khai thác các cơ hội đầu tư. Đinh Mùi cũng có thể nhận được những lời khuyên quý báu từ những người có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực quan tâm. Tuy nhiên, Đinh Mùi cần phải tỉnh táo và tự mình nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Trong quá trình đầu tư, Đinh Mùi không nên vội vã hay ham hố. Việc xác định rõ ràng mục tiêu, chiến lược và ngân sách sẽ giúp Đinh Mùi tránh được những rủi ro không đáng có. Đầu tư từ những khoản nhỏ, an toàn và ít rủi ro sẽ giúp Đinh Mùi tích lũy được kinh nghiệm và có được kết quả tích cực trước khi mở rộng quy mô và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đối với tuổi Đinh Mùi, việc phát triển tài chính trong tháng 3 âm lịch năm 2024 đòi hỏi sự tỉnh táo, khôn ngoan và chủ động trong việc đầu tư. Việc quản lý nguồn vốn cũng là yếu tố quan trọng để tránh những rủi ro không đáng có. Đinh Mùi cần phải luôn giữ vững tinh thần kiên nhẫn và quyết đoán trong việc theo đuổi mục tiêu tài chính của mình. Trên hành trình phát triển tài chính, Đinh Mùi cũng cần phải chú ý đến việc duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Việc giữ vững sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần sẽ giúp Đinh Mùi duy trì sự sáng suốt và tập trung trong quá trình đầu tư. Như vậy, tháng 3 âm lịch năm 2024 hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội phát triển tài chính cho tuổi Đinh Mùi. Tuy nhiên, để đạt được thành công, Đinh Mùi cần phải tỉnh táo, khôn ngoan và chủ động trong việc đầu tư. Việc quản lý nguồn vốn và tránh những rủi ro không đáng có cũng là yếu tố quan trọng để bảo vệ tài sản và đạt được mục tiêu tài chính. Sức khỏe là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với mỗi người, đặc biệt là đối với những người tuổi Đinh Mùi. Trong thời gian gần đây, nhiều người tuổi Đinh Mùi đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe do tâm trạng căng thẳng và áp lực công việc. Điều này dẫn đến sự suy giảm về sức đề kháng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và virus xâm nhập cơ thể, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Để bảo vệ sức khỏe của mình trong tháng 3 âm lịch này, những người tuổi Đinh Mùi cần chú ý đến một số điều sau đây. Khi cảm thấy có dấu hiệu bệnh tật, Đinh Mùi không nên chủ quan mà phải đi khám và điều trị sớm. Ngoài ra, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng rất quan trọng để phát hiện và ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm. Bản mệnh cần có một chế độ ăn uống hợp lý, cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Việc ăn đủ 3 bữa, không bỏ bữa hay ăn quá nhiều là điều cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, hạn chế ăn đồ chiên rán, ngọt, mặn, cay và uống đủ nước mỗi ngày cũng giúp cơ thể duy trì sức khỏe tốt. Đinh Mùi cần có một lối sống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe và giải tỏa căng thẳng. Việc chọn những hình thức vận động phù hợp với sở thích và khả năng của mình như đi bộ, chạy bộ,
yoga, bơi lội sẽ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái. Bản mệnh Đinh Mùi cần có một thái độ tích cực trong cuộc sống, không để cho áp lực công việc hay gia đình ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Biết cách xả stress, giải trí hợp lý và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân và bạn bè khi gặp khó khăn cũng là một phần quan trọng giúp duy trì sức khỏe tốt. Đinh Mùi cần có một lịch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không làm việc quá sức hay vui chơi quá khuya, ngủ đủ giấc khoảng 7-8 tiếng mỗi ngày. Để cơ thể được phục hồi và tái tạo năng lượng cũng rất quan trọng để duy trì sức khỏe tốt. Những điều trên không chỉ giúp cho người tuổi Đinh Mùi duy trì được sức khỏe tốt, mà còn giúp Đinh Mùi có một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Chính vì vậy, việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe luôn được coi trọng hàng đầu. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Đinh Mùi. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Đinh Mùi sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời quý cô bác anh chị Đinh Mùi cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi của mình trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Theo luận giải mới nhất, tháng 4 âm lịch hứa hẹn mang đến nhiều may mắn và cơ hội cho người tuổi Đinh Mùi. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những điều tốt đẹp này, Đinh Mùi cần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe một cách cẩn thận. Với sức khỏe ổn định, tuổi Đinh Mùi có thể thoải mái tham gia các hoạt động công tác hoặc du lịch xa. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khỏe trong suốt hành trình. Việc điều khiển xe cẩn thận và hạn chế nguy cơ tai nạn là điều không thể thiếu. Để duy trì sức khỏe tốt, tuổi Đinh Mùi cần quan tâm đến việc dưỡng sinh mùa hạ. Việc nuôi dưỡng tinh thần là yếu tố quan trọng, giúp duy trì tư tưởng ổn định và yên bình. Sự hài hòa trong tinh thần sẽ giúp Đinh Mùi tránh xa bệnh tật và duy trì sức khỏe dồi dào. Ngoài ra, việc đi ngủ muộn và dậy sớm cũng sẽ có lợi cho sức khỏe của tuổi Đinh Mùi. Việc duy trì tinh thần tĩnh lặng và không chán ghét ngày dài sẽ giúp Đinh Mùi duy trì sự cân bằng nội tâm và đảm bảo sức khỏe. Về mặt tài lộc, tuổi Đinh Mùi được dự báo sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu trong tháng này. Tuy nhiên, Đinh Mùi cũng cần nhớ rằng mọi thành công đều đến từ sự phấn đấu không mệt mỏi. Việc tích lũy và chuẩn bị kế sách cho những ngày khó khăn sẽ giúp Đinh Mùi duy trì được sự ổn định về tài chính. Trong khi vận trình tài lộc của tuổi Đinh Mùi bừng sáng, Đinh Mùi cũng cần phải cẩn trọng với Bạch Hổ hung tinh có thể gây phiền nhiễu trong công việc và tài lộc. Việc giữ cho cộng hòa bản thân khiêm tốn và không cao ngạo sẽ giúp Đinh Mùi tránh được những rủi ro không đáng có. Như vậy, tháng 4 âm lịch hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội và may mắn cho tuổi Đinh Mùi. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những điều tốt đẹp này, Đinh Mùi cần chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe, duy trì sự khiêm tốn và chuẩn bị kế sách cho những ngày khó khăn có thể đến. Chỉ khi đó Đinh Mùi mới có thể thực sự tận hưởng những thành công và may mắn trong tháng này. Bước sang tháng 4 âm lịch, người tuổi Đinh Mùi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của vận may trong công việc. Đường công danh sự nghiệp dần khởi sắc hơn, con giáp này có thể sẽ tìm kiếm được cơ hội để thăng quan tiến chức. Theo nguyệt lệnh lâm đất quan đới, đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này thể hiện năng lực của mình. Bản mệnh có sự suy tín rõ ràng mỗi khi làm bất cứ chuyện gì, nhờ đó mà dễ dàng đạt được thành công. Trong tháng này, những người tuổi Đinh Mùi cũng được dự báo sẽ gặp nhiều vận may và quý nhân. Quý nhân có thể xuất hiện từ những người đồng nghiệp hoặc cấp trên của con giáp này. Điều này đồng nghĩa với việc Đinh Mùi sẽ nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu từ những người xung quanh. Mỗi khi gặp khó khăn, người tuổi Đinh Mùi đều có thể nhận được sự trợ giúp từ phía đồng nghiệp, cấp trên cũng hết lòng ủng hộ. Dù đôi khi ý tưởng của Đinh Mùi có phần viễn vông, nhưng vẫn được cấp trên tin tưởng và ủng hộ. Ngoài ra, trong tháng 4 âm lịch này, các tinh tử vi và giải thần cũng sẽ đồng nâng đỡ người tuổi Đinh Mùi, giúp Đinh Mùi tiến bước mạnh mẽ trên con đường thăng tiến sự nghiệp. Sự kết hợp của các yếu tố này hứa hẹn mang lại nhiều may mắn và thành công cho người tuổi Đinh Mùi trong thời gian tới. Trên thực tế, việc tận dụng vận may và quý nhân trong tháng 4 âm lịch có thể giúp người tuổi Đinh Mùi mở ra những cơ hội mới, thăng tiến trong công việc và đạt được những mục tiêu mong muốn. Điều quan trọng là Đinh Mùi cần phải tự tin và sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội mà số phận mang lại. Vận trình tình cảm của người tuổi Đinh Mùi lúc này khá rực rỡ, nhất là đối với người độc thân. Đinh Mùi có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp cùng quan điểm trong cuộc sống. Có những người lúc này đã kết thúc được giai đoạn nghi ngờ và chuyển sang tin tưởng. Có những thời điểm bản mệnh cảm thấy hoang mang lo lắng, nhưng lúc này Đinh Mùi đã an lòng hơn, cảm thấy tin tưởng hơn. Khi niềm vui xung quanh Đinh Mùi mỗi lúc một nhiều lên, sẽ có người ngoài tác động tới chuyện tình cảm của Đinh Mùi đấy. Vì thế, đừng vì lời ra tiến vào mà bị dao động, không nên nhạy cảm quá với lời người ta nói, vì chính điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới hạnh phúc Đinh Mùi đang có. Thời gian này phù hợp cho các cặp đôi bàn tính chuyện kết hôn hoặc những việc đại sự trong thời gian tới.
bản mệnh đã nhận thấy thời điểm chín mùi thì đừng ngại ngần gì nữa nhé. Nhất là khi cửu tử bay về phương đông nam nên dễ có hỷ sự trong nhà, mang lại điềm báo thuận lợi, có thể là được sự vun vén, ủng hộ của người lớn trong chuyện tình cảm. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video lộ diện tháng phát tài lớn nhất, đinh mùi 1967, cá chép hóa rồng, đến thời hết khổ đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị đinh mùi thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường Tử Vi biết rằng thời tiết những ngày vừa qua nắng chẳng dễ chịu là mấy. Cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn. Và lưu thông cô bác anh chị nhé, nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút. Đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này, chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe thì Minh Đường Tử Vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này. Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn, chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can, những người phụng sự Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi bản mệnh đinh mùi trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Trong tháng 5 âm lịch năm nay, người tuổi đinh mùi sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và biến động trong vận trình cuộc sống. Tuy nhiên, thông qua việc lập kế hoạch và điều chỉnh đúng đắn, đinh mùi có thể tận dụng những cơ hội và vượt qua những khó khăn một cách hiệu quả. Sức khỏe là điều cần được chú ý hàng đầu trong tháng này. Đinh mùi cần đảm bảo mình mặc đủ ấm để tránh bị ảnh hưởng bởi gió máy và cảm cúm bất ngờ. Đặc biệt, giữa tháng có dấu hiệu xuất hiện sự cố liên quan tới ngũ hành thủy, người tuổi đinh mùi nên hạn chế tiếp xúc với nước như hồ ao, sông suối, biển để tránh những rủi ro không mong muốn. Khi ra đường hãy chú ý nhìn trước ngó sau và tránh bị va chạm, đặc biệt là trẻ con. Ngoài ra, do thiếu nguyên khí, đinh mùi cần tránh tiêu hao quá nhiều sức lực vào những hoạt động như du lịch, leo trèo, cho cảm giác mạnh. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe một cách hợp lý. Về mặt tài chính, tháng 5 âm lịch của tuổi đinh mùi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn, cả chính tài và thứ tài đều có xu hướng tăng. Thu nhập chính và phụ đều khởi sắc, tuy mức độ gia tăng vẫn chưa được coi là xuất sắc, nhưng chỉ chừng đó thôi cũng giúp túi tiền của đinh mùi vơi dồi lại đầy. Tuy nhiên, đinh mùi cũng cần phải quản lý chi tiêu một cách thông minh để tránh lãng phí và duy trì sự ổn định tài chính. Trên phương diện công việc, tháng này canh kim lâm quan ở đinh mùi báo hiệu tin vui về phước lộc và chức vị cùng với công việc thăng tiến. Tài lộc cũng phất theo, để tận dụng cơ hội này đinh mùi cần lên kế hoạch và định hướng rõ ràng để có thể phát triển lâu dài và ổn định, duy trì mối quan hệ xã giao tích cực và có sự thống nhất và ủng hộ từ người xung quanh sẽ giúp vị trí của đinh mùi được củng cố và phát triển. Mặc dù may mắn hoạnh tài trong tháng không nhiều, thu nhập của đinh mùi được xem xét là do bản thân nỗ lực và sự cố gắng. Vì vậy, hãy trân trọng những gì mình đang có và quản lý chi tiêu một cách thông minh để chuẩn bị cho những thách thức trong tương lai. Xem cửu cung phi tinh tháng, có cửu tử chủ hỷ khánh bay tới phía đông gặp bát bạch chủ tài lộc đang đương vận. Vì thế, tốc độ gia tăng tài lộc càng thêm mạnh, đinh mùi cần chú trọng bố trí phong thủy hợp lý ở hướng đông để kích hoạt hỷ khí của cửu tử, hút may mắn về tiền bạc, hạn chế những đồ vật cỡ lớn đè nặng hoặc để đồ vật bừa bãi, lộn xộn để giữ cho phương vị này sạch sẽ, thoáng đãng. Luận tử vi tháng 5 âm lịch, đường tình cảm của bản mệnh lại tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là với những đinh mùi còn độc thân. Nhờ các tinh thiên diêu, tháng 5 âm lịch năm nay là thời điểm lý tưởng để người tuổi đinh mùi tập trung vào chuyện tình cảm. Với sự ảnh hưởng tích cực của thiên diêu, đinh mùi sẽ dễ dàng tạo được thiện cảm với người khác và nhận được nhiều lời mời làm quen. Điều này đồng nghĩa với việc quyết định đến với ai hoàn toàn nằm trong tầm tay của đinh mùi. Thời điểm này, đinh mùi nên quan tâm hơn đến vẻ ngoài của mình vì nó có thể là yếu tố quyết định trong việc thu hút sự chú ý từ người khác. Đồng thời, bản tính cởi mở, thân thiện và thích giao tiếp cũng giúp đinh mùi nhanh chóng xây dựng được quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh. Ngoài ra, đinh mùi cũng không ngại thể hiện mặt độc đáo trong tính cách của mình, khiến ai đó có thể ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Tuy nhiên, dù có đào hoa đến mấy, đinh mùi cũng nên nhắc nhở mình trung thủy hơn trong chuyện tình cảm, tránh nghĩ đến chuyện vui chơi qua đường, để không gây tổn thương cho những người chân thành với mình và tránh rơi vào những mối quan hệ phức tạp do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Tình cảm của các cặp đôi lại không được yên bình như mong muốn, cũng vì quá nổi bật đinh mùi có thể phải chịu sự quấy rầy của những người khác giới. Do đó,
hãy luôn nhắc nhở mình trân trọng gia đình và chủ động giữ khoảng cách với những người khác giới để không phá hủy những điều mình đã tốn công xây dựng suốt lâu nay. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất Đinh Mùi 1967, cá chép hóa rồng, đến thời hết khổ đúng 3 tháng tới. Từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót nếu có chỗ nào không phải. Mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Đinh Mùi thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Đinh Mùi nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.